nó lựa cho bỏ một thùng ha. Dạ. Chị ba đâu biết nó bao nhiêu đâu. À. Cái chừng nó bỏ cái thùng xong chị ba hỏi nhiều đến 100 kg. Hết thùng luôn. Hết thùng luôn, dạ, không cân lại luôn. Còn cua cốm á thì nó đúng vào nay nó bỏ nhiều. Dạ. Cũng cua cốm 8 kg đó. Dạ mọi người nghe, mình đang ở hẻm 565. Thì ngày hôm qua thì cua của dì ba bán rất là đắt. Và mình được biết thì dì ba hôm nay sẽ lấy thêm cua nữa là khoảng tầm trên 100 kg cua. Và thử coi là bữa nay thì dì ba có bán được như ngày hôm qua không nha. Hôm nay là khách đến mua cua của dì ba còn đông hơn ngày hôm qua đó nha các bạn. Đây. Cua của dì ba đã đang ra rồi nha các bạn. Hả? Cái số mấy? 12. Dạ, còn đây á. Cái này đang soạn để đi giao hàng á. Chưa có bán cho khách. Em 5 con mà em. Nhiều tiền kiếm số này là có nhiều. Có tiểu không giao số 1 ở đây có một cái anh là anh đã mua cua rồi mà anh đang đợi dì ba ra để làm cua để anh ăn tại chỗ luôn á. Giờ để mình sẽ đến hỏi anh này. Anh cho em hỏi là anh tới đây lâu chưa anh? 9 giờ sáng tới giờ. 9 giờ sáng tới giờ hả? Anh đây là lần đầu tiên anh tới mua cua dì ba. Anh lấy số mấy vậy anh? Số 2. Số 2 đã mua cua rồi, anh bữa nay mua mấy ký? Ký mấy? 1 ký mấy. Giờ đang đợi dì ba ra để ăn tại chỗ luôn. Có đợi dì ba ra cắt. Cắt để coi cua luôn. Dạ dạ. Cắt là đẹp. Anh ở đâu? Chợ Lớn. Chợ Lớn nha. Dạ. Thôi đi. Tân ơi. Tân ơi. Hồi này phát số mấy vậy Tân? Số 2. À số 2 của anh chị nào à? À cái chị rồi, chị đi số 2 là chị N2 không chị? Chị lấy bao nhiêu ký? Hôm nay cua rất là ngon nha mọi người. Cua cốm không à? Đây. Có một cô là chân nó bị rất là yếu nhưng mà cũng đến ủng hộ cua của dì ba. Cục sập mai đó. Cố lên nha.
nha, đúng rồi. Mà đắt kiếm. À không, cái này là 700. Cô đang là 700 ạ. À, cũng phải cách mà. Dùng phải ra lục tạp. Có một thực khách là đi xe hơi xuống là mua cua nhớ dì ba nè các bạn. Lấy số đi con. Đây. Cô mua hơi trễ nhưng mà cũng vẫn còn cua nữa. Đây, lấy em cô luôn, 948 ngàn. Còn hơn 2 ngàn nữa, còn hơn 2 ngàn nữa. Còn hơn 2 ngàn nữa. Còn hơn 2 ngàn nữa. 448 của ai? Đây. Để cho chú, Duy cộng cái nãy nè. Rồi ok, máy bao nhiêu chị? 234. Cô gặp 2 ngàn. Để cho cô này, cô gặp 2 ngàn thì 700. Máy cho cô để xe ô tô. 674 ngàn. Thôi, cô gặp 2 ngàn. Cho cô đi để thôi. Thịt 144 em ơi. Cảm ơn cô nhiều. Em ơi, 144. Cảm ơn cô nhiều nha. 198. Dạ. 5 triệu. Là từ 9 giờ tới giờ để mua cua mà ảnh mua xong rồi á, mọi người ảnh mua xong rồi ảnh phải đợi dì ba ra để gặp mặt dì ba là một, thứ hai á là muốn dì ba để cắt cua ra để cho ảnh xem á. Và bây giờ thì cắt cua rồi như thế nào anh? Cua dì ba rất là ngon. Dạ. Con nào cũng vậy. Cũng trên mạng đồ đó cũng giới thiệu rồi. Thấy cua dì ba ngon nên ra đi mua. Dạ. Lợi đi trễ hết nên già 9 giờ. Là anh ra từ lúc 9 giờ đến giờ. Anh đợi ở đây là lúc 9 giờ. Bắt số 2. À bắt số 2. Nhưng mà anh mua được cua rồi, anh đợi dì ba ra để trẻ cua ra luôn đúng không ạ? À đúng rồi. Anh thấy 5 con cua là con nào? Con nào cũng ngon hết. Con nào cũng ngon hết. Rất xuất sắc. Dạ. Anh có tính một ngày nào đó hay là ngày mai hay là anh có tới ủng hộ dì ba ủng hộ tiếp nữa. Dạ thôi. Cảm ơn anh. Đó, mọi người thấy đó, dì ba là đang làm cua cho khách, con nào cũng ngon hết. Đây mấy con anh, hai con rồi, quá hai con, hai con gặt dì ba, hai con gặt của dì ba mình đây thấy không? Dạ hai con gặt đây là được rồi, hai con. Con nào cũng ngon hết đó các bạn. Đặt đây đây con anh. 1.748.000 đây không thấy. Hai con. Cái gì chú? Cái này được không? Lấy ra tặng cho người ta đi.
Hôm nay chị Ba bán hơi chậm á, là khoảng còn khoảng 10 ký đó. Chắc hôm nay là ngày rằm nên là mọi người ít đến ủng hộ của chị Ba hơn mọi bữa. Các anh còn không? À, chờ bác chờ. Anh còn có 2 người em bán tí cho khách họ đợi nãy giờ. Rồi ngon lành luôn. Đi đi xong rồi tới đi. Một con gạch gì ba? Nóng không vậy ba? Mới luộc rồi mới hấp ở nhà còn nóng dữ không ba? Chị ba có còn có thịt nào không? Không. Đây có phải không? Con này đây. Được không? Ngon không? Rồi. Chị này là ở Việt Kiều Mỹ, là nãy là mua 5 ký cua cớm với của dì Ba là tương đương khoảng 5 triệu đồng đó các bạn, nhưng mà chị không có đem tiền đủ, là đưa chị có đưa cho chị Thúy là 2,5 triệu, bây giờ chị về lấy tiền bây giờ đem lại để mua, để trả tiền cho chị Thúy nè các bạn. Hình như là có một người ở bên nước ngoài đang điện chị để nói chuyện, chuẩn bị chắc nước phản chị dì Ba. Dì Ba ơi, nói lừa một con vừa gạch vừa thịt mà sao dì Ba lừa đặt? Thì thêm 2,5 triệu nữa. Để đem một con vừa gạch vừa thịt. Ừ vậy thôi cân luôn đi. Cân luôn. Mấy hai gạch vậy? 2,76. 2 con gạch nữa. Cô gái phía sau của cô sau lưng á. À đây nè, cô sau lưng nè. Cô Thí lấy tiền giùm con cái. Bao nhiêu con? 476. Rồi hai con nha. Chị đó cũng nhân là thứ gì ba? Năm thân hả? Giống gì ba hả? Thôi còn mấy con cua nữa thì ba xếp lên rồi. Cua này là năm triệu. Đúng rồi đúng rồi. Biết một triệu xin gái rồi phải không? Thử luôn. Quá trời ngon. Con nào cũng nấy à. Đây là cái người khách cuối cùng là mua 2 ký cua của dì Ba nè các bạn. Anh em mua hết luôn không anh? Còn 2 con mua hết luôn không anh? Lấy luôn hết rồi con. Rồi được rồi dì Ba. Hơn 2 ký rồi. 1,515,000. 1,515,000 anh ơi. 1,515,000. Còn 2 con. Chưa. Cô chị ơi. Nhỏ thì chơi hả? Không phải nó nhẹ quá mà con lượm. Anh ơi, cô ăn xong rồi anh ơi. Cua này hả? Ừ. Nó nhẹ ở đâu? Ừ, nhưng mà cái trời ơi, cái cua này quá ngon luôn mà nhẹ. Ừ, quá ngon. Em hứa tiền anh ơi. Em cái này cua được tiếng đâu? Cái này là rửa lên. Cái này rửa cạch ta, rửa thầm mà lại cái cua già. Bên sau thùng đó. Không. Bữa nay có khách đặt không gì ba? Hả? Bữa nay có khách đặt cua không? Không, bữa nay không có ai đặt hết. Do cô Út là kêu gì ba lấy chân đỏ gì ba? Hả? Do cô Út là kêu hả? Kêu. Không có đâu kêu. Yeah. Mà có cái này cua ngon. Dạ. Yeah. Ồ hôm nay đúng là cua ngon thật. Cua gần nè. Quá ngon luôn.
có thịt á thì vài con à. Dạ. À dạ dạ dạ. Ở nhà uống rồi. Sao làm mệt phải chảy mồ hôi ấy, mà ba lấy gì nhiều vậy ba? Ủa nó lựa vợ bỏ một thùng á. Dạ. Chị ba đâu biết được bao nhiêu đâu. À. Tới chừng nó bỏ cái thùng xong chị ba hỏi nhiều đến 100 kg. Hết thùng luôn. Hết thùng luôn, là không cân lại luôn. Còn cua cốm á thì nó đúng vào bữa nay nó bỏ nhiều. Dạ. Cũng cua cốm 8 kg đó. Bây giờ còn có nhiêu. Dạ. 8 kg là lục rồi hay là muối tươi? À, 10 mấy cái cua à, rồi son. Mà giờ còn ra có 8 kg à. Dì ba, dì ba. À, có cô Bình Kiều, cô ủng hộ dì ba, dì ba có lời nào cảm ơn cô? Có, ai vậy? À, cô bữa trước coi dì ba 200 đô á, cô hôm nay mua 5 kg cua ủng hộ đấy. Giờ nãy mới mua 5 kg cua cốm đó. À vậy hả? Ủng hộ 5 kg cốm luôn đó. Dì ba đâu có biết đâu. Dì ba cảm ơn thôi chứ không biết cười. Dì Kiều nước ngoài. Dì ba có là cảm ơn mấy con bên nước ngoài. Dạ. Đã ủng hộ dì ba. Tặng đồ cho dì ba đó. Rồi nay còn mua cua nữa. Dì bữa nay cô lại mua cua nữa, dì ba hồi nãy không biết con. Rồi giờ dì ba cũng cảm ơn con nha.